khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 10, sau cơn mưa lớn kéo dài, toàn bộ bờ ta luy dài khoảng 20 mét của gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở tổ dân phố 6B, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt bị đổ sập hoàn toàn. Tại hiện trường, một phần đất đá đổ sập nằm ngổn ngang, một số khác đè lên mái tôn làm hư hỏng nặng căn nhà. Rất may, sạt lở đất đã không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, sạt lở đất cũng làm ảnh hưởng nhà cửa của một số hộ gia đình sống cạnh khu vực. Trong thời gian qua, sau những cơn mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt, liên tục xuất hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở đất, làm hư hỏng nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Qua vụ việc này, các hộ gia đình sống cạnh khu vực có bờ ta luy cần đề phòng khi mưa lớn xảy ra.